Địch Đại Nhật Ba chính thức phản hồi về tin đồn hẹn hò với Tiêu Chiến. Địch Đại Nhật Ba chính thức lên tiếng về tin đồn nên duyên với Tiêu Chiến trong bộ phim Phong Nguyệt Bất Tương Quan. Vào chiều ngày 17 tháng 7, việc Tiêu Chiến và Địch Đại Nhật Ba bất ngờ bị rẻo tên trên top hot search bảng chung cùng bảng giải trí Weibo khiến nhiều cư dân mạng lấy làm ngạc nhiên. Được biết, sau một khoảng thời gian tương đối dài, vừa nghi vấn hợp tác mãi đến bây giờ, phía Nhật Ba mới chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn nên duyên cùng Tiêu Chiến trong dự án cổ trang Phong Nguyệt Bất Tương Quan, xác nhận tin đồn hợp tác là không đúng sự thật. Phong Nguyệt Bất Tương Quan thuộc thể loại cổ trang, nữ giả thân phận chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Theo phần thông tin cập nhật trên Đao Ban, đạo diễn trong dự án này Trần Gia Thượng, người đứng sau thành công của Họa Bì và Tứ Đại Danh Bổ. Trước động thái phủ nhận của Địch Đại Nhật Ba, không ít cư dân mạng tỏ ra nhẹ nhõm vì tránh được một trận combat. Ngay từ thời điểm tin đồn nổ ra, rất nhiều cộng đồng mạng đã tỏ ý không hài lòng trước màn hợp tác giữa Nhật Ba và Tiêu Chiến. Một trong những nguyên nhân lớn nhất bởi cả hai đều là đỉnh YouTube đầu trong làng giải trí. Nếu đóng chung phim với nhau sẽ dễ xảy ra xích mích, tranh cãi giữa fan hai nhà vì vấn đề phiên vị. Không hẹn mà gặp, cả Tiêu Chiến và Nhật Ba đều có phim lên sóng tháng 7, với Ngọc Cốt Sao cùng An Lạc Truyện. Đây là cuộc chiến ngang tài ngang sức. Nhưng so về Tiêu Chiến vẫn có phần nhỉnh hơn, hiệu quả chiếu ồn áp ngay cả khi nữ chính Nhậm Mẫn bị chê lên bờ xuống ruộng.